Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay với kênh VTC14. Thưa ông, kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2012 thì Trung Quốc đã bắt đầu cấp phát một loại hộ chiếu mới mà trong đó có in hình bản đồ của Trung Quốc có đường lưỡi bò, tức là đường gồm 9 đoạn. Vậy thì ông nghĩ như thế nào về động thái mới này của Trung Quốc? Họ vẽ cái đường biên giới lưỡi bò vào trong một cái hộ chiếu của công dân Trung Quốc. Thì đây là một cái thách thức rất to lớn, rất lớn đối với các nước có liên quan. Một cái tài liệu có cái chứng cứ pháp lý mà có giá trị nhất đối với người công dân Trung Quốc cũng như luật quốc tế. Và như vậy thì rõ ràng đây là một biện pháp mà Trung Quốc nhằm chính thức hóa cái con đường đó. Cái thứ hai á, Trung Quốc hàng tỷ người, và cái việc mà họ đi ra nước ngoài, đi công tác, đi du lịch các thứ, họ dùng hộ chiếu này. Như vậy là các quốc gia khi đã đóng dấu chấp nhận cái này cho người dân Trung Quốc vào cái nước mình với cái visa có cái đường này, rõ ràng anh mặc nhiên thừa nhận cái yêu sách đó của Trung Quốc. Mà tôi cho rằng đấy mới là một cái đòn hốc hiểm. Như vậy là đường lưỡi bò này không hề có cơ sở pháp lý và đi ngược lại luật pháp của quốc tế. Nhưng mà theo các học giả Trung Quốc thì đường lưỡi bò lại là di sản của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc để lại. Và chính vì thế mà các quyền liên quan đến con đường này được gọi là một phần của lịch sử. Vậy quan điểm của ông như thế nào về cái được gọi là quyền lịch sử của Trung Quốc? Trong cái luật pháp quốc tế chưa thấy bất kỳ án lệ nào mà có thể dựa vào cái gọi là chủ quyền lịch sử để mà xác định các cái phạm vi vùng biển theo yêu sách của nước ven biển cả. Trong lịch sử thì có thể nói không phải chỉ người Trung Quốc đi qua vùng biển này, rất nhiều các nước khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp nếu đi qua đây. Và như vậy thì mỗi anh đều có thể vẽ ra con đường và nói rằng là mình có chủ quyền, thì cái điều cực kỳ vô lý. Vậy theo ông, Việt Nam cùng các quốc gia khác trong khu vực ASEAN cần ứng xử như thế nào trước động thái mới này của Trung Quốc? Hầu như các nước Việt Nam, Philippines, kể cả Brunei, Philippines và Malaysia cũng đã có những phản ứng. Nhưng tôi cho rằng chỉ dừng lại cái phản ứng không thôi ấy, thì chưa đủ. Theo thông tin tôi được biết ấy, là Philippines họ đang có một cái chủ trương sẽ không cấp visa, không chứng nhận bất kỳ một cái hộ chiếu nào của người Trung Quốc mang theo có cái đường hình lưỡi bò này. Tôi nghĩ đây cũng là một cách mà cần phải lưu ý, bởi vì chúng ta phải suy nghĩ để làm sao chúng ta không bị mặc nhiên thừa nhận cái yêu sách, để mặc nhiên thừa nhận cái điều vô lý đó trở thành có lý. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay với kênh VTC14.